Từ vùng đất phong phú của Việt Nam, Vietsern Breakfast mang đến sản phẩm yến xào cao cấp cho thị trường Úc. Yến hủ chân đường, yến hủ chân đông trùng hạ thảo và tổ yến nguyên chất. Sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất với chứng nhận HACCP ISO 22000-2018 và giấy phép nhập khẩu chính ngạch từ Bộ Nông nghiệp Úc, cam kết chất lượng và an toàn, sản phẩm Vietsern Breakfast sẵn sàng chinh phục thị trường Úc. Chú trọng đến từng chi tiết, đảm bảo sản phẩm an toàn, sạch và dinh dưỡng. Chúng tôi đang cần hợp tác với các bạn. Vietsern Breakfast đem đến sức khỏe và phồn vinh từ thiên nhiên. Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay. Con muốn đi lắm. Được rồi, để mẹ nghĩ đã. Này con, không bao giờ là ổn cả nếu có ai đó nói điều gì hoặc làm điều gì làm cho con cảm thấy không thoải mái. Dù là thế nào đi nữa con nhé. Nếu con không chắc, thì con cứ nói chuyện với mẹ. Mỗi cuộc chuyện trò giúp chúng ta tiến gần hơn tới thế giới không có lạm dụng tình dục trẻ em. Hãy cùng nhau chấm dứt lạm dụng tình dục trẻ em. Mỗi lúc một cuộc chuyện trò. Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra. Lily và Kim Hoàng. Rất hân hạnh để trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024. Và kính thưa quý vị, một lần nữa, những thông tin về ngân sách liên bang vẫn là những nguồn tin mà các cơ quan truyền thông rất là quan tâm. Và ngày hôm nay thì Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cũng tiếp tục tiết lộ một vài chính sách mà ông sẽ đưa vào trong ngân sách vào thứ Ba ngày 14 tháng 5 sắp tới. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng trách nhiệm lớn lao của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers trong ngân sách lần này đó là làm sao để mà kềm chế chi tiêu, bởi vì dự phóng cho rằng thị trường nhân dụng sẽ siết chặt hơn, theo nghĩa là có khoảng 14 triệu 400.000 người Úc sẽ có được công ăn việc làm. Và khi càng có nhiều người có công ăn việc làm thì việc họ chi tiêu sẽ gia tăng, và một khi chi tiêu gia tăng sẽ đẩy lạm phát gia tăng. Chính vì vậy, ngân sách lần này của chính phủ Albanese phải hạn chế chi tiêu tối đa nhằm mục đích giúp ngân hàng trữ kim đưa tỷ lệ lạm phát trở về mức mà RBA ưa chuộng và đang chờ đợi là dưới 3%. Ngoài ra thì ngày hôm nay, theo một chuyên gia tài chính từ ngân hàng SSBC là ông Paul Blossom, ông cũng cho rằng ngân sách này sẽ là ngân sách thặng dư thứ nhì của chính phủ lao động Albanese sau khi lần đầu tiên ngân sách đã đạt được thặng dư khi mà Bộ trưởng công bố vào năm ngoái. Đó cũng là cái sự thặng dư sau 15 năm. Và năm nay thì dự phóng ngân sách của chính phủ lao động có thể thặng dư ở mức khiêm tốn hơn là 13 tỷ đô la. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers ngày hôm nay cũng xác nhận Úc Châu thực sự đang bị giảm sụt dân số khi mà tỷ lệ sinh ở dưới mức của nhu cầu cần thiết. Và vì vậy, ông đã kêu gọi cư dân Úc hãy gia tăng sinh đẻ. Tuy nhiên, ông lại không đi kèm với những gói tài trợ mà trước đây chính phủ John Howard khi kêu gọi mỗi gia đình sanh ba con, họ đã tài trợ những cái tiền hỗ trợ sinh sản rất lớn. Trong khi trong ngân sách lần này, Bộ trưởng Jim Chalmers khẳng định không có những khoản tài trợ này. Mặc dù vậy, ông vẫn kêu gọi các gia đình hãy sinh thêm nhiều con nữa, như là lời của cựu Bộ trưởng Ngân khố trước đây trong thời chính phủ John Howard là ông Peter Costello đã có một cái lời kêu gọi và đã trở thành biểu tượng của nước Úc, đó là mỗi gia đình nên có ba con, một con cho cha, một con cho mẹ và một con cho đất nước. Và ngày hôm nay thì ông Chalmers cũng đã lặp lại lời kêu gọi này. Tuy nhiên, điều khác biệt là chính phủ John Howard đi kèm rất nhiều biếu tặng tài chính, trong khi chính phủ Albanese thì hoàn toàn không có khoản biếu tặng nào. Vâng, do vậy mà lời kêu gọi các gia đình sinh đẻ thêm con của ông Jim Chalmers khó được các gia đình có được thực hiện thực đúng không? Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà đang có nhiều tranh cãi về việc mà chính phủ nên chi tiêu ít hay nhiều trong ngân sách công bố vào thứ Ba tuần tới, thì Bộ trưởng Tài chính bà Kylie Gallagher cũng cho rằng là việc chi tiêu vô độ của chính phủ liên đảng trước đây cũng đã khiến tổng số tiền tiết kiệm được thực tế trong ngân sách không có nhiều. Trong khi ngân sách vào hôm 14 tháng 5 dự kiến sẽ có ít nhất là 24 tỷ 100 triệu đô la tiền tiết kiệm,
Nhưng mà thực tế bà cho biết là chỉ có 1 tỷ đô la tiền tiết kiệm là sinh lời. Còn lại là 23 tỷ 100 triệu đô la còn lại là được dùng để tái đầu tư vào các dịch vụ quốc phòng, giáo dục và xã hội. Nhưng mà nhà kinh tế trưởng của tổ chức tài chính KPMG là tiến sĩ Brendan Ram cũng cho rằng là trong bối cảnh lạm phát gia tăng hiện nay thì chính phủ cần tuân thủ kỷ luật tài chính nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn vì mọi sự nới lỏng hầu bao nào đều làm tăng tổng cầu. Và với chi tiêu của chính phủ hiện nay là dao động ở khoảng 27% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tức là cao hơn nhiều so với mức 24.5% thời trước đại dịch, thì tiến sĩ Ram cũng nói thêm rằng là chính phủ làm sao mà cần phải giảm mức chi tiêu xuống khoảng 25% GDP mới là mức vừa phải. Trong khi đó thì Bộ trưởng Ngân khố bên Liên đảng đối lập và Angus Taylor cũng lập luận tương tự rằng là chính phủ lao động hiện nay cần phải tiết kiệm hơn để hỗ trợ ngân hàng RBA trong cuộc chiến chống lạm phát. Trong khi đó thì một trong những tứ trụ ngân hàng tại nước Úc là ngân hàng National Bank ngày hôm nay đã đưa ra những cái kế hoạch tiết kiệm cho người dân Úc theo thống kê mới nhất của ngân hàng này. Lý do là bởi vì kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, hàng triệu người lao động tại Úc sẽ có cơ hội có thêm tiền bởi vì bậc thang thuế phụ đã có sự thay đổi trong kế hoạch giảm thuế giai đoạn 3. Và theo ngân hàng National Bank thì mỗi một người đi làm ở Úc có thể kiếm thêm được ít nhất là 350 đô la và nhiều nhất là 4.500 đô la mỗi một năm. Tuy nhiên, thay vì chi tiêu hết số tiền mà họ có được từ cái việc giảm thuế thì thống kê cho thấy đa số người Úc lại chọn cách tiết kiệm, có nghĩa là để dành số tiền đó. Cụ thể thì có trong dữ liệu này đã có đến 36% những người tham gia cho biết họ có kế hoạch tiết kiệm thêm tiền thay vì xài tiền, trong khi 53% thế hệ trẻ, có nghĩa là thế hệ Z, cũng cho biết họ cũng đang có kế hoạch tiết kiệm tiền và hoàn toàn không có ý định chi tiêu số tiền mà họ có được, trong khi 49% những người có thu nhập từ 100 cho đến 150 ngàn đô la cũng cùng một quan điểm, đó là tiết kiệm sẽ là ưu tiên hàng đầu. Và 29% còn cho biết không những tiết kiệm, họ còn cần phải giảm sinh hoạt phí. 22% cho rằng nếu họ có dư tiền từ những cái việc giảm thuế thì họ sẽ sử dụng để trả nợ. Và 35% thì cho rằng họ sẽ tiết hoặc là sử dụng những khoản tiền này cho kỳ nghỉ của họ, trong khi 25% cũng cho biết tham vọng của họ là tiết kiệm để có thể mua nhà, và 20% cuối cùng cho rằng họ muốn tiết kiệm để cuộc sống khi về hưu được thoải mái hơn. Tất cả những cái lời phát biểu của những người tham gia thống kê của ngân hàng National Bank đều có một điểm chung, đó là nếu họ có thêm tiền, họ sẽ không chi tiêu, thay vào đó họ sẽ tiết kiệm, họ sẽ để dành ngân khoản này cho những cái mục đích trong tương lai. Và điều này cũng cho thấy cái sự bấp bênh trong bối cảnh sinh hoạt tài chính hiện nay, khi mà rất nhiều hộ gia đình vẫn không đủ tiền để chi tiêu, nhưng nếu có dư thì họ cũng không dám chi tiêu ngay lập tức, họ tiếp tục chịu sống thiếu thốn để trong tài khoản ít nhất cũng có được một khoản tiền tiết kiệm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là không biết trong ngân sách vào thứ ba tuần tới chính phủ có hỗ trợ người dân hay không. Thế nhưng mà ít nhất kể từ ngày 1 tháng 7 là cư dân, những người đi làm việc cũng có thể có thêm được một cái khoản là nhờ cái chương trình cắt giảm thuế. Trong khi đó thì ngân hàng ANZ vừa có hai động thái khiến cho người dân cũng không mấy hài lòng. Đó là trong bối cảnh đời sống khó khăn như hiện nay thì ngân hàng này vừa công bố đạt lợi nhuận lên tới 7 tỷ đô la trong năm ngoái. Và bất chấp lợi nhuận cao như vậy thì ANZ vẫn tiếp tục đóng cửa các chi nhánh ở vùng nông thôn. Và lần này là ở khu vực Katoomba, một thị trấn rất lớn ở New South Wales thuộc khu Blue Mountain ở phía tây Sydney. Và thông báo đóng cửa chi nhánh này đã khiến cư dân ở đây là vô cùng phẫn nộ, đặc biệt đối với những người già, người khuyết tật đi lại khó khăn, người có thu nhập thấp hay là người không có ô tô. Bởi việc đóng cửa ở chi nhánh này thì họ phải di chuyển tới 1 tiếng rưỡi mới tới được chi nhánh gần nhất của ANZ. Người dân cho rằng không chỉ là tạo thêm sự bất tiện cho cư dân mà đây là một động thái được cho là quá coi thường đối với khách hàng ở vùng xa xôi của một trong những ngân hàng mà đang thu hút lợi nhuận đáng kể. Và hiện nay thì cư dân ở đây đang làm một bản kiến nghị để phản đối ANZ đóng cửa chi nhánh ở Katoomba
và cũng đã thu hút được tới 170.000 chữ ký. Được biết là hiện nay thì chỉ có 4 ngân hàng lớn có thỏa thuận với ngân hàng chữ kim để thu mua tiền mặt. Và nếu mà ANZ đóng cửa thì cư dân và doanh nghiệp ở Katoomba muốn giao dịch bằng tiền mặt sẽ thêm nhiều khó khăn. Và họ cho rằng là các cái ngân hàng được hưởng lợi từ việc người Úc mở tài khoản trong ngân hàng. Vì vậy các ngân hàng cũng phải có trách nhiệm mà cung cấp các khả năng tiếp cận tiền mặt cho các cư dân, đặc biệt là cư dân ở vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa. Và kính thưa quý vị, trong ban giao với Trung Quốc, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Trung Quốc và Úc đã có những cái sự căng thẳng sau khi cựu thủ tướng của Úc vào thời điểm đó là ông Scott Morrison đề nghị một cuộc điều tra độc lập về vi khuẩn hoặc là về nguyên nhân gây ra tình trạng đại dịch. Và Trung Quốc sau đó đã đưa ra hàng loạt những biện pháp cấm vận đối với rất nhiều hàng hóa của nước Úc. Trong số này có cả rượu vang, một lĩnh vực mà vào thời điểm tiền COVID-19, có nghĩa là vào năm 2019, tỷ lệ xuất khẩu sang Trung Quốc đạt mức khoảng 1 tỷ 200 triệu đô la, là một lĩnh vực khá quan trọng trong sinh hoạt kinh tế của nước Úc. Tuy nhiên, 4 năm vừa qua, không một lô hàng nào được xuất khẩu sang Trung Quốc. Lý do là bởi vì Trung Quốc đã gia tăng đánh thuế cao cho mặt hàng rượu vang sản xuất tại Úc. Tuy nhiên, vào tháng trước, thì Bộ trưởng Thương mại là ông Don Farrell đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Bắc Kinh và tất cả những cái rào cản thuế quan cũng đã được tháo dỡ. Và ngay sau đó thì những đơn đặt hàng cũng đã liên tục gửi đến cho các cơ sở sản xuất rượu vang tại Úc Châu. Và ngày hôm qua thì một trong những cơ sở sản xuất rượu vang lớn nhất tại tiểu bang Queensland, đó là nhà máy sản xuất rượu Simomet ở Queensland, đã xuất lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc với khoảng 8.000 chai, tất cả đều là rượu vang đỏ và trị giá theo tính toán khoảng 300.000 đô la, mà điểm đến sẽ là thành phố Thượng Hải. Đây chỉ là lô hàng đầu tiên mà thôi, tuy nhiên đã khiến cho những người trồng và sản xuất rượu vang cảm thấy rất là phấn khởi. Mọi người hy vọng sau lô hàng đầu tiên này thì tất cả những lô hàng cũng sẽ tiếp tục được xuất sang Trung Quốc đúng như tần suất mà số lượng rượu vang đã được xuất đi vào thời tiền COVID-19. Và nếu điều kỳ diệu này xảy ra cũng sẽ giúp khôi phục thêm hơn 1 tỷ đô la cho nền kinh tế của nước Úc nói chung, cũng như là khôi phục hoạt động của các cơ sở sản xuất rượu vang trên toàn quốc Úc Châu. Vâng, còn ở tiểu bang New South Wales thì thưa quý vị và các bạn, cư dân là những người lái xe ở Sydney đã tiết kiệm được khoảng 10 triệu đô la cái tiền phí cầu đường toll là nhờ cái chính sách của chính phủ Chris Minh đã hạn chế cái mức trần về thu phí cầu đường mỗi tuần. Và trong đó thì các vùng ở phía Tây Sydney và Tây Bắc Sydney là được hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì đây là những cái khu vực có nhiều tuyến đường thu phí nhất. Mà theo giới hạn thu phí cầu đường mà chính phủ New South Wales đưa ra bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, thì mỗi lái xe tư nhân chỉ phải trả tối đa là 60 đô la tiền cầu đường mỗi tuần, và mỗi quý, tức là mỗi 3 tháng thì được claim lấy lại cái số tiền dư ngoài cái mức đó. Điều này cũng rất có lợi cho những ai mà hay phải đi qua những cái tuyến đường thu phí. Và các vùng ngoại ô Sydney thì có cái số tiền thu phí lớn nhất, phần lớn đều thuộc khu vực phía Tây và Tây Bắc. Do vậy mà cư dân ở đây cũng là những người đưa lấy lại được nhiều tiền nhất. Như những người lái xe ở khu vực Malcolm Hills đã nhận được lại tổng cộng là hơn 222.000 đô la, với mỗi người được hoàn lại trung bình là 315 đô la. Hay vùng ngoại ô Blacktown ở phía Tây Sydney thì đứng thứ hai, nhận lại được khoản hoàn lại là 212.000 đô la, với mỗi người trung bình được hoàn lại là 322 đô la. Hay vùng Auburn có số tiền được bồi hoàn trung bình lớn nhất với mỗi người là được lên tới 600 đô la, trong khi cư dân ở Lakemba gần đó cũng được bồi hoàn là 516 đô la. Và những ai chưa lấy lại cái khoản tiền tâu đã vượt quá cái quy định này thì có thể liên hệ với Service New South Wales để mà lấy lại. Và kính thưa quý vị, theo tính toán của các chuyên gia, nếu không có những cái sự hỗ trợ của chính phủ, người dân tại tiểu bang New South Wales sẽ chi gần 123 tỷ đô la cho đến năm 2060 để chi trả cho những khoản phí cầu đường như thế này. Đó là một con số vô cùng đắt đỏ.
Tuy nhiên, với mức trần được đưa ra tối đa là 60 đô la mỗi một tuần thì rất nhiều tài xế sẽ có được lợi. Cho dù là chúng ta có trả vài trăm đô la tiền toll mỗi tuần thì chúng ta cũng sẽ được lấy lại vào mỗi một quý, và điều này cũng sẽ giúp cho mọi người, mọi gia đình bớt khó khăn hơn. Trong khi đó thì ngày hôm nay, cuộc chiến giữa chính phủ Úc và các mạng xã hội tiếp tục gia tăng khi mà Thủ tướng Anthony Albanese đã xác nhận là chính phủ Úc sẽ tuyển chọn một ủy ban đặc biệt. Và ủy ban đặc biệt này có nhiệm vụ xem xét rất kỹ hoạt động của tất cả những trang mạng xã hội tại Úc, đặc biệt liên quan đến những nội dung có tính chất bạo lực hoặc những hình ảnh nhạy cảm mà những mạng xã hội sẽ bị nhắm nhiều nhất, đó là Meta cũng như là Facebook hoặc là TikTok. Và điều này cũng đã được xác nhận bởi Bộ trưởng Truyền thông là bà Michelle Rowland. Theo bà Michelle Rowland thì các công ty truyền thông xã hội cần phải có một cái sự minh bạch hơn và cũng cần phải có một cái trách nhiệm giải trình cao hơn cho tất cả các cơ quan thẩm quyền tại Úc cũng như cho tất cả các chính trị gia tại Úc. Sở dĩ Thủ tướng Albanese kiên quyết có những cái cuộc đối đầu trực diện với những trang mạng xã hội như thế này là bởi vì trong những tuần lễ vừa qua thì chính phủ Úc cũng đã gây hoặc là cũng đã có những cái cuộc tranh cãi nảy lửa với tỷ phú Elon Musk là giám đốc của cơ quan hoặc là của mạng xã hội X mà trước đây chúng ta gọi là Twitter, khi mà X đã cho đăng những cái hình ảnh, những đoạn video về một thanh thiếu niên 15 tuổi dùng dao tấn công một giáo sĩ khi người giáo sĩ này đang giảng đạo tại một nhà thờ ở phía tây thành phố Sydney, trong khi chính phủ Úc yêu cầu loại bỏ hoàn toàn đoạn video này, thì ông Elon Musk cho rằng nước Úc đã lạm dụng quyền tự do ngôn luận và nước Úc thật ra không có quyền yêu cầu mạng xã hội này phải thực hiện theo những gì mà chính phủ Úc đòi hỏi. Và do đó, trong thời gian sắp tới, nước Úc sẽ có sự thay đổi luật lệ để mà tất cả những mạng xã hội đều phải làm việc, đều thông qua những cái luật hoặc là những cái khung pháp lý được đề ra bởi cái ủy ban đặc biệt này. Vâng, còn trong khi đó thưa quý vị và các bạn, cựu Thủ tướng Tony Abbott lâu lắm rồi mới lại xuất hiện. Và hôm nay ông đã lên truyền thông để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những lời chỉ trích đối với cựu thủ hiến của tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrew và các cựu thủ hiến khác trong cái thời đại COVID-19 đã có những cái biện pháp được cho là khá cứng rắn và quá mức cần thiết, gây tác động tiêu cực tới đời sống người dân cũng như ảnh hưởng đến nền dân chủ Úc. Mà theo đệ trình của cựu Bộ trưởng Y tế Liên bang ông Greg Hunt trong cái cuộc điều tra của chính phủ liên bang về đại dịch COVID-19, thì cựu thủ hiến Victoria và lãnh đạo các tiểu bang thời đó thì đã gặp rắc rối lớn khi áp dụng rất nhiều những cái biện pháp khắc nghiệt trong cái thời kỳ đại dịch mà không dựa trên những lời khuyên y tế. Và phát biểu trên đài ABC hôm nay thì ông Abbott cũng đã bày tỏ sự không đồng tình với cách mà các thủ hiến các tiểu bang và vùng lãnh thổ ứng phó trong thời đại dịch COVID-19. Cho rằng cách ứng phó đó hóa ra gây tồi tệ, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nhiều hơn là do chính đại dịch này gây ra. Ông nói rằng khi nhìn lại một cách trung thực và khách quan thì thấy là các chính phủ đều mắc sai lầm, trở thành một kiểu chế độ độc tài vào thời đó chứ không còn mang tính dân chủ nữa. Như Victoria đã thực hiện lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt nhất không chỉ ở Úc mà cả trên thế giới. Trong cái báo cáo điều tra của mình thì ông Greg Hunt cho biết là mặc dù trong các cái giấy tờ thì chính phủ Victoria khi đó đều nói rằng là đề cập theo các lời khuyên y tế. Nhưng mà thực sự cựu thủ hiến Daniel Andrew đưa ra khi đó thì lại không dựa trên những cái lời khuyên về y tế. Có nghĩa là các thủ hiến đã tự mình đưa ra những cái quyết định chưa từng có tiền lệ. Và cũng chính vì vậy mà cựu Bộ trưởng Y tế ông Greg Hunt dưới thời chính phủ tiền nhiệm và cũng là người dẫn đầu cuộc điều tra lần này đã yêu cầu một quy tắc quốc gia. Tuy nhiên cái quy tắc ức quốc gia này có cơ hội để ứng dụng hay không lại là một việc khác. Bởi vì những trường hợp như đại dịch COVID-19 trăm năm mới xảy ra một lần. Và cho dù nước Úc thành lập một cái bộ quy tắc quốc gia thì chắc có thể phải đợi 50 năm nữa, thậm chí là 100 năm nữa thì mới có cơ hội để đem ra sử dụng. Vâng, tuy vậy chúng ta vẫn phải nhìn nhận là nước Úc cũng đã xác nhận là các thủ hiến của tiểu bang và lãnh thổ họ quá là độc tài trong những đợt đại dịch vừa rồi. Lý do cũng bởi vì nước Úc của chúng ta có 3 cấp chính quyền.
hội đồng thành phố, tiểu bang và liên bang. Và trong những trường hợp như thế này, liên bang hoàn toàn không có quyền áp đặt các tiểu bang phải làm gì. Thay vào đó, tiểu thủ hiến giống như là ông vua của một khu vực, là người toàn quyền quyết định xem tiểu bang mình sẽ hành xử ra sao trong đại dịch, và vì vậy dẫn tới những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Và Victoria là một trong những tiểu bang được cho là có những cái biện pháp khắc nghiệt nhất, bởi vì Victoria cũng là nơi đã có thời gian phong tỏa lâu nhất trên thế giới, và chính phủ Victoria đang dần trả giá cho những cái quyết định của mình. Thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là những cuộc bạo loạn vừa diễn ra tại Viện học Queensland liên quan đến việc sinh viên đã tham gia các cuộc biểu tình để bảo vệ người Palestine và chống lại chủ nghĩa hoặc là chống lại nhà nước Israel, cũng như là những cái chính sách bài Do Thái. Tất cả những cái cuộc biểu tình từ trước đến nay diễn ra tại Viện học Sydney hoặc diễn ra tại Viện học NAU đều đã diễn ra trong ôn hòa. Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia bắt đầu cảm thấy lo lắng là mầm mống của những cuộc biểu tình này đang dần trở thành bạo loạn hơn, và những hình ảnh đập phá hạ tầng cơ sở cũng đã được thu nhận được trong cuộc biểu tình ngày hôm qua. Mặc dù cảnh sát cũng đã có mặt nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được. Điều đáng lo ngại hơn, cùng tham gia với các sinh viên trong cuộc biểu tình ngày hôm qua còn có một nghị sĩ của đảng xanh, đó là bà Dorida Cox. Bà Dorida Cox đã liên tục tham gia các cuộc biểu tình bài Do Thái kể từ 7 tháng qua, hay nói khác hơn là kể từ sau ngày 7 tháng 10 khi lực lượng Hamas tấn công vào Israel, thì bà đã bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình. Lý do bà nêu ra là bởi vì bà chỉ muốn yêu cầu chính phủ Úc phải can thiệp để có một cuộc ngừng bắn ngay lập tức và hòa bình được tái lập cho người dân tại dải Gaza. Khi nào mà điều này chưa diễn ra thì cá nhân bà cũng như những người ủng hộ Palestine vẫn sẽ tiếp tục biểu tình, và làn sóng biểu tình hiện nay đang có sự gia tăng với quy mô toàn cầu chứ không hẳn là chỉ tại nước Úc, và đó là điều cũng có thể sẽ khiến cho chính phủ các cấp liên bang cũng như tiểu bang cần phải có biện pháp để giải quyết triệt để vấn đề này. Vâng, trước tình hình này thì Liên đảng Tự do Quốc gia Đối lập dự kiến trong tuần tới cũng sẽ đề nghị Thượng viện là mở một cuộc điều tra khẩn cấp để ngăn chặn cái tình trạng bài Do Thái mà một số tổ chức đang phát động ở các trường đại học của Úc Châu. Còn thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm báo Thế giới vào lúc 8 giờ tối này. Kim Hoàng xin trân trọng, kính chào.